Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi. Tin chấn động, trước giọt nước mắt giả tạo của Trấn Thành khiến show diễn cuốn bay theo, vậy là việc hái ra tiền của Trấn Thành bay theo tiếng hài kịch. Thưa quý vị, Trấn Thành vốn được xem là kịch sĩ dày dặn kinh nghiệm. Anh ta có thể làm rơi nước mắt hay nặn ra nụ cười một cách dễ dàng mà không cần phải cố gắng. Người bình thường cảm xúc sẽ điều khiển thái độ, ví dụ với người thường, họ không dễ cười cũng không dễ khóc. Bởi không có cảm xúc buồn thì có cố thế nào nước mắt vẫn không thể nào chảy ra được. Nếu là giọt nước mắt chân thành, người ta có thể làm cho những người chứng kiến rơi nước mắt. Theo họ, đấy là sự đồng cảm. Ví dụ như một người dân bị mất mát lớn trong thiên tai, họ rơi nước mắt vì mất mát không thể bù đắp. Đấy là nước mắt thật lòng. Những giọt nước mắt này rất dễ lay động lòng người và đó là lý do tại sao những nhà hảo tâm thường rất dễ dốc hầu bao để cứu trợ thiên tai. Kịch sĩ gian tà là những người nắm bắt cơ hội rất là nhạy. Khi nước mắt của nạn nhân làm lay động xã hội thì các ca nghệ sĩ nhảy vào quyên góp. Có người quyên góp được 10 năm thì làm từ thiện một ít rồi bỏ túi một ít. Có người trắng trợn hơn thì quyên góp 10, bỏ túi cả 10, không làm từ thiện đồng nào. Chả làm giàu bất nhân này đã bị CEO Nguyễn Phương Hằng bóc phốt và rất nhiều nghệ sĩ bẩn đã căm thù CEO thấu xương. Kịch sĩ gian tà là những người nắm bắt cơ hội rất nhạy. Khi nước mắt của nạn nhân làm lay động xã hội thì các ca nghệ sĩ nhảy vào quyên góp. Người đang là bị hại đòi CEO Nguyễn Phương Hằng xin lỗi công khai và bồi thường 43 tỷ đồng chính là Mr. Đờm, cùng chính đối tượng bị CEO Nguyễn Phương Hằng nằm mơ trên livestream. Về số tiền thực mà Đàm Vĩnh Hưng quyên góp được thời gian qua không hề nhỏ, lên tới 96 tỷ đồng. Sau khi phủ nhận thông tin ăn chặn tiền từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng cho biết bước tiếp theo anh ta sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Tôi sẽ nhờ pháp luật điều tra và nhờ ngân hàng vào cuộc để kiểm tra vụ việc này. Đi kèm với đó thì Đàm Vĩnh Hưng còn giải thích thêm rằng số tài khoản làm từ thiện được sử dụng từ tài khoản cá nhân của anh ta. Tuy nhiên trong đợt bùng dịch đầu tiên, thợ hát đã cho một chương trình mượn số tài khoản này để gây quỹ và gửi tiền về cho tuyến đầu chống dịch. Từ năm 2020 đến nay, nếu tôi tố ăn chặn từ thiện 96 tỷ đồng mà điều tra ra đúng như những gì người này nói thì tôi thua. Còn nếu sai thì tôi phải lấy một viên kim cương từ người này để bán ra làm từ thiện cho người nghèo. Tôi sẵn sàng đánh cược điều này. Tôi có đầy đủ chứng cứ sổ sách làm từ thiện của mình. Đàm Vĩnh Hưng đối đáp khẳng định những điều này là sự thật và sẽ có câu trả lời tại tòa. Tôi và rất nhiều người có cùng một thắc mắc là nếu CEO Nguyễn Phương Hằng mơ sai về 96 tỷ, tại sao thợ hát Đàm Vĩnh Hưng không kiện tụng CEO về số tiền này mà câm nín rồi làm đơn đòi bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng? Do cách phát ngôn của CEO đã xúc phạm anh ta mà thôi. To còi, nhưng thực tế là tay thợ hát này im thin thít, lặn mất tâm. Lần này, Đàm Vĩnh Hưng bị tòa triệu tập đến phiên tòa xét xử CEO ngày 1 tháng 6 tới đây, lý do xúc phạm. Hưng thì CEO Nguyễn Phương Hằng cho rằng khi mình có phát ngôn liên quan đến Hoài Linh mà Hưng chơi thân với Linh và chính Hưng cũng đã có những phát ngôn xúc phạm thì Phương Hằng trước, tuy nhiên có vấn đề mà chắc chắn mất thời gian sức lực cho cả Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng. Nhất là Thủy Tiên, khi một lần nữa phải giải thích rõ ràng rành rọt trước tòa về vấn đề xử lý tiền, họ đã kêu gọi từ thiện như thế nào. Còn nghệ sĩ, CEO, hầu đồng, hầu bóng Hoài Linh, nguyên nhân CEO Nguyễn Phương Hằng xúc phạm Hoài Linh vì cho rằng Linh có mối quan hệ với Lăng Băm, CEO bịp bợm Võ Hoàng Yên. Thời điểm này thì CEO đang tố cáo Lăng Băm Yên lừa đảo. Nhưng khi CEO yêu cầu Hoài Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo thì tên Linh này im lặng không lên tiếng. Từ đó, CEO Nguyễn Phương Hằng bức xúc, nóng giận, không thể kiềm chế nên đã có những phát ngôn không đúng, xúc phạm tới Hoài Linh. Không có lửa làm sao có khói, nói thẳng là nếu không có CEO vạch mặt Hoài Linh, thì còn lâu dân nghèo miền Trung mới nhận được hơn 14 tỷ tiền quyên góp của Mạnh Thường Quân. Sau tận 7 tháng, bản thân Trấn Thành cũng là người dính đến vụ lùm xùm từ thiện khi kêu gọi từ thiện được 9,4 tỷ đồng không đi phát. Cụ thể vào hồi tháng 5 2021 thì nhiều người đặt nghi vấn về tiền từ thiện mà Trấn Thành đứng ra nhận quyên góp để gửi cho người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở miền Trung năm 2020. Sự việc lúc đó khiến nam diễn viên phải lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Anh ta cho hay đã chuyển 3 tỷ đồng cho Đại Nghĩa và hơn 6,4 tỷ đồng cho bà Ngọc Hương là mẹ của Hồ Ngọc Hà thay vì chuyển cho Thủy Tiên. Như chia sẻ trước đó, tổng cộng số tiền mà Trấn Thành công bố quyên góp được trong đợt lũ lụt miền Trung
là 9,4 tỷ đồng thay vì trực tiếp cứu trợ người dân. Nhưng lý do Trấn Thành đưa ra khó chấp nhận bởi thời điểm anh ta đang quay phim Bố Già Đã Bận, vậy sao còn kêu gọi tiền cứu trợ? Và thế là vụ này bị chìm xuống. Mặc dù vấn đề này các ông Hoàng bà Chúa đã đăng đàn giải thích từ lâu, nhưng trước tòa thì họ phải lặp lại kèm theo bằng chứng giấy trắng mực đen, trả lời những câu hỏi có thể khó nhằn tại tòa. Những năm gần đây thì Trấn Thành phất lên nhờ làm phim, nhờ đó mà tài sản anh ta cũng tăng lên hàng trăm tỷ đồng. Sự thành công này là hiếm hoi trong giới nghệ sĩ. Trước đây thì diễn viên kịch Phước Sang cũng đã thành công với vai trò là chủ hãng phim. Tuy nhiên sau đó nghệ sĩ này đã sạt nghiệp. Phim Đức Vua Hào Quang Rực Rỡ là một tác phẩm ngông cuồng của Đàm Vĩnh Hưng. Với cái thái độ muốn xưng đế, thơ hát này đã chọc tức xã hội và tất nhiên là lấy búa rìu dư luận. Trấn Thành với vai trò là kịch sĩ đã rơi nước mắt tôn vinh một loại sản phẩm, thể hiện bản chất vĩ của ca sĩ Đàm, tất nhiên là nước mắt tôn vinh cái xấu, là nước mắt giả tạo khi anh đã dùng kỹ năng đóng kịch để mà tôn vinh cái xấu. Con người anh đã thể hiện sự giả tạo công khai và chính điều đó đã làm cho khán giả không đồng tình. Tin cực vui với người dân và nhất là những fan yêu mến bà chủ Đại Nam siêu Nguyễn Phương Hằng khi sắp đây ngày mãn hạn tù đã gần. Vâng thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có được đó là việc Viện Kiểm sát và cơ quan chức năng tiết lộ điều kiện dễ như trở bàn tay để bà Phương Hằng có thể tại ngoại ngay lập tức, thậm chí tráng án về nhà trong ngày xét xử ngày 1 tháng 6 tới đây. Theo luật sư thì việc bà Phương Hằng có được tại ngoại hay không phụ thuộc vào số tiền mà con trai xin đặt. Điều này phụ thuộc vào phán xét của cơ quan đang thụ lý vụ án. Ngày 10 tháng 5, theo nguồn tin của Dinh, ông Nguyễn Quang Tuấn, 32 tuổi, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, gửi đơn đến cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin được nộp tiền bảo đảm nhằm thay thế biện pháp ngăn chặn cho mẹ được tại tòa cho siêu Phương Hằng. Cụ thể trong đơn ông Tuấn trình bày, mẹ tôi phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án, có địa chỉ cư trú rõ ràng, trước khi bị bắt có nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cơ quan tổ chức xã hội về hoạt động từ thiện. Sau khi bị bắt đến nay, mẹ tôi cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức được sai phạm và cam kết không tái phạm. Thế nhưng một sự thật khiến người dân hết sức bức xúc đối với sự ma mãnh và bị bợm của hai nhân vật cầm đầu là tên Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Quan nhân dân TP.HCM và Phan Văn Mãi đã làm cho người dân trong cả nước biết rõ mười mươi. Tên Phan Văn Mãi đang làm trò mèo vần chuột với siêu Phương Hằng. Rồi sau đó cơ quan chính quyền do ông Phan Văn Mãi ra lệnh và thao túng cho diễn vở kịch níu kéo ngăn cản bà Hằng tại ngoại. Vâng, đây là vụ án drama của bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu như một người dân và quý vị nào theo dõi ngay từ đầu vụ án drama cho đến nay, thì nó chẳng khác gì tuồng treo hắt bội. Tên quan tham cởi quyền cởi chức lộng hành biết sai rồi nhưng lại cố tình làm sai, rồi ngang nhiên bắt giam sai điều tra sai, quy kết kép và điều luật 331 là sai. Thế nên nhận thấy sự việc đi quá giới hạn thì gia đình bà Phương Hằng hết kiên nhẫn, sức chịu đựng cạn kiệt. Việc con trai bà Phương Hằng là Nguyễn Quang Tuấn viết đơn xin tại ngoại cho mẹ là hợp tình hợp lý và hợp pháp đối với luật pháp nhà nước. Trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng đầy đủ yếu tố để bảo lãnh tại ngoại và chỉ cần đặt tiền để đảm bảo. Ngoài ra, Nguyễn Quang Tuấn mong cơ quan điều tra Viện Kiểm sát xem xét thêm cho điều kiện hoàn cảnh của mẹ mình đang phải điều trị nhiều bệnh như là cao huyết áp, rối loạn lo âu tiền đình, thiếu máu, mất ngủ kéo dài, u xơ tử cung. Theo ông Tuấn, trước đó thì bà Nguyễn Phương Hằng phải thường xuyên uống thuốc điều trị gần 10 năm. Bà Hằng là người chăm sóc mẹ già hơn 90 cùng hai con nhỏ. Do đó, ông Tuấn xin được đặt số tiền bảo đảm là 10 tỷ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn mẹ mình cho đến khi kết thúc vụ án. Hôm ngày 8 tháng 5, thì ông Tuấn cũng có đơn gửi các cơ quan tố tụng ở TP.HCM xin khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ và xin được bảo lãnh cho bà Phương Hằng tại ngoại để điều tra, để điều trị bệnh. Trao đổi với phóng viên Dinh về vụ việc thì tiến sĩ luật sư Nguyễn Thành Tô, Tạ Quang Huy và Cộng sự TP.HCM cho biết thì việc bà Nguyễn Phương Hằng được tại ngoại hay không thì không phụ thuộc vào số tiền 10 tỷ đồng con trai bà Phương Hằng xin đặt mà phụ thuộc vào phán xét của các cơ quan có thẩm quyền. Luật sư Tô cho biết theo điều 122 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, đặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam, căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi nhân thân và tình trạng tài sản của bị can bị cáo, cơ quan điều tra, viện kiểm sát,
Tòa án có thể quyết định cho họ hoặc người thân thích của họ đặt tiền để đảm bảo điều kiện áp dụng đặt tiền đảm bảo được quy định tại Điều 7 Thông tư Liên tịch số 06/2018. Theo đó, người được đặt tiền đảm bảo